chú vừa bán à? Ừ. Khế đẹp thế. Cái chậu đẹp. Cả cái khế ông bán à? Khế bán rồi. Làm cả đôi à? Khế là bao nhiêu tiền? Đấy 4 triệu. Nào con lấy cây nào thì để vào đây luôn lên để. Để anh cho luôn đây cây như. Cây đấy. À cái sung là của đại ca này à? Ôi. Chậu đẹp đấy. Chậu này bao tiền? Vừa mua con này bao tiền? Chả biết ông kia mua. Đẹp đấy. Côn chậu. Đây. Quất cái sung này. Đã nhấp nhấp rồi em mới nốt. Nhưng mà nay là mở hàng ông đến đúng cái lúc sáng này chưa mở hàng khi nào đấy. Em ký ông ngày nay cho tôi có kiếm được cây khác nha. Mua cái khế của chú, còn cái sung của ông kia. Ừ. Mỗi người cây lấy. Cái sung này mua bao tiền anh? Hợp lý nhỉ? Cái sung cũng được, cái sung mỗi một thứ là nếu mà lấy thì tôi mua rồi, chân nó đẹp thì tôi mua rồi. Đúng rồi. Chân nó đẹp. Trên nó đẹp, trực đẹp. Ngộ phúc. Con này nó trực nó hơi đá lão tí, nên là thích. Nó hơi đá lão ở cành phóng này. Dưới này mà nó tương xứng chân, nữa thì chân nó kém tí thì tiền nào của đó. Được. Triệu mà có triệu bạc. Triệu nó phải thôi nhưng mà câu đó lại là tiền nào của đó. Nhưng mà chơi thì vừa, đúng không? Nó xứng với giống như cái kiểu về chơi kỹ tay dăm quả đi thì lại ngon. Thôi thì nó bù lại cái gốc. Không, nó thử đẹp. Nó có cái giá là nó phải 2,5. Cái đẹp thì tôi đã lấy sáng nay rồi. Chứ tôi hỏi nó mua chỗ này à. Kiểu bạc nó phải được, được. Được. Tôi có được 1 triệu trở lên. Về kể cả ăn lá sáng nó bảo tôi chụp mấy. Nhìn được cái chậu đẹp. Thế này là chở về đâu? Chậu ấy là vào đây rồi. Chậu là nặng sống đúng không? Này. Chú anh bao nhiêu cả hai cây này thì cái chậu chưa? 100 đấy nhá. 100 thì có một cây thì không, người 100 là cứ được rồi chú. Thôi cho anh 150 không có gió này. 100. Đừng 100. 100 được rồi. Chúng từ đây xuống. Người ta đi ít hơn. 3 cây là 2 cây 100. Cái chậu đấy là bao tiền này? Chậu với 250. Không rẻ thế. Chậu rẻ nhỉ? Mấy trăm được rồi. Chậu 250 thôi. Chậu đẹp 250 nhỉ? À chậu xi măng nhỉ? Chưa có này, tàu đâu đó. Nhìn lại cứ tưởng gốm xi măng. Em theo cái canh nhá. Đấy, quất cái vừa cái này bao nhiêu? Cái thấy vào chắc. Đâu ạ bao nhiêu? Vừa bảo bao nhiêu? Bao nhiêu? Dạ. Vừa bảo bao nhiêu cây khế anh? 4 triệu. 4 triệu. Đây con này có triệu bạc. Số nhỉ. À. Lấy cả hai cây. Quay mặt kia vào hay hơn. Đằng kia nhiều cây hay phết đấy. Chậu xi măng. Thế là cũng hay rồi. Tạnh giáo lại có người đi chợ. Được. To bằng góc đùi. Hai bên. Hả? Người tán. Yên tâm. Quay mặt kia thì dễ để hơn. Được rồi. Đấy. Người có làm đôi. Đây. Đúng là cái gần guốc, xù xì. Đằng kia nhiều cây đẹp lắm. Mai đằng kia nhiều hơn đằng này. Đang cuối chợ kìa. Đang chỗ góc góc rộng rộng. Ở trong ngoài kia. Vâng. Nhiều hơn ở trong này.
150 và trở về chắc gần đây. Phải, này có cây nào to to? Này có cây nào to to? Vâng. Đang giảm khoảng 200 cây, cây ba cạc là 300 nhỏ hơn đây. Cây to. Hôm nay trên bưởi lại về đây, cái bưởi đây. Bưởi đấy, bưởi thấy có bưởi. Nào gặp nhà tôi gần bưởi cũng là tôi cảm ra xong đi xe mài tèo. Thì đi bán này thì cứ rong ruổi thôi. Có chúc mừng vừa bán được cây vừa có tiền xe ôm. Còn hai cây này tôi không biết nói gì, động viên anh em mua mỗi người một cái mắt này, mỗi người một cái mục tiêu. Chúc mừng quá. Nghe ông Lập cũng hot rồi. Kinh chưa? Có tí màu sắc rồi đấy các bạn. Người đẹp mua hoa này. Quay hết đấm cho bỏ mẹ. Đấy. Nghe ông Lập hot dã man luôn. Đấy thì nó làm nó bị đơ một tí rồi bắt đầu quay nhá. Sơn trà 20 mét sâu không anh? Sâu thì đến đùi mình thôi. Đùi trắng nè. Đa búp đỏ. Ở đây có chú trường béo này, con nguyệt quế này, nhưng mà con này ông ấy bảo đắt lắm, chơi được siêu mini chơi này hay phết đấy, nhưng mà đắt, chơi đắt lắm chuột. Sinh viên chơi cây này về nát xác, dù mua chỗ khác chắc nó rẻ hơn đấy, vấn đề mình không gặp. Dưới này, dưới hay này, chính cái này cũng hay này. Đấy, này chỉ mấy trăm thôi. Hình như là 800. Mai chứ thủy. Nụ gò công này. Đây, cẩn thận, dã man. Sùng ra kinh. Sùng
sung là phải chơi to các bác, sung là phải thật to, chơi sung chơi cái to là sướng. Đại sung sáng cho chị Liên tí. Ngọc bút đôi tùng này đẹp quá, làm cả đôi thích mặt. Đôi tùng đẹp đấy. Xuống xe ngắm đàng hoàng. Mà không xuống xe là hơi khó. Mua không xuống xe khó lắm. Mua phải xuống xe. Kiểu hỏi qua đường thôi. Hoa quanh nằm cái đắng nói hoàng. Ngũ sắc. Đấy cũng là một cái đằng gốc bò, đằng gốc nhỏ thôi, cũng là một mà. Đây là đôi tùng này, ba con tùng đã chạy. Anh ơi, cây đấy em muốn lắm, nó không rụng lá đâu anh ạ. À, cái dòng đấy ấy. Si Nhật nhỉ? Nó bền lắm. Ba con tùng đẹp này. Mua là phải xuống xe mới nói chuyện nhiều. Không xuống xe khó lắm. Hỏi trả lời mệt lắm. Anh đấy, ông Lập phải đang hot trên kia rồi. Đồng Phách chưa, lúc nào Đồng Phách vườn to mênh mông này, La Hán là hết mướt mắt. Khó này, sách có vẻ khó.